Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Mana của truyền thông dòng tên. Chương trình hôm nay gồm có những mục sau. Trước hết là lời Chúa và suy niệm, kế đến là hạnh các thánh, và cuối cùng là tông đồ cầu nguyện. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Đức Giêsu thương dân chúng lầm than. Matthew chương 9 từ câu 35 đến câu 38. Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt. Bấy giờ người nói với môn đệ rằng: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt là ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Bài giảng về sứ mạng truyền giáo. Đức Giêsu sai 12 tông đồ đi giảng. Matthew chương 10. Rồi Đức Giêsu gọi 12 môn đệ lại để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Đức Giêsu sai 12 ông ấy đi và chỉ thị rằng: anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Samari. Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel. Dọc đường, hãy rao giảng rằng nước trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Thiên Chúa của Do Thái giáo là Thiên Chúa gần gũi với con người. Thiên Chúa của Israel có thể trừng phạt dân vì sự bất trung của họ, nhưng Ngài cũng là Thiên Chúa giàu lòng tha thứ. Khi đọc bài đọc 1 của ngôn sứ Isaiah, chúng ta ngạc nhiên khi thấy một Thiên Chúa tỉ mỉ quan tâm đến hạnh phúc của con người. Ngài nghe và đáp lại tiếng dân kêu than khóc lóc. Ngài dạy dỗ và chỉ đường cho người lưỡng lự phân vân. Nhưng hơn nữa, Ngài còn để ý đến đời sống vật chất của dân chúng. Ngài làm cho mưa thuận gió hòa, cho khe suối róc rách vì có dòng nước chảy. Nhờ đó hạt giống được gieo trở thành lương thực, súc vật chăn nuôi được gặm cỏ thỏa thuê, bò cày ruộng sẽ được ăn cỏ khô trộn muối, con người có đủ bánh ăn và nước uống trong lúc ngặt nghèo.
qua cuộc sống của mình, Đức Giê-xu cũng muốn cho ta thấy một Thiên Chúa nhân từ, bằng xương, bằng thịt. Một Thiên Chúa bị thu hút bởi con người, mê say phục vụ con người. Không rõ trong sứ vụ công khai, trong gần 3 năm rong ruổi, Đức Giê-xu đã đi bộ bao nhiêu cây số của xứ Palestine. Đôi chân dẻo dai của Ngài đã đến với bao nhiêu làng mạc, thành phố. Đôi tay của Ngài đã chạm đến bao nhiêu thương tích của nhân gian. Chỉ biết trái tim của Ngài là trái tim bằng thịt, cứ nhói đau và chạnh thương trước bể khổ của phận người. Bệnh tật thân xác là gánh nặng kéo con người xuống. Đức Giê-xu đã trở nên vị lương y đối diện với đủ thứ bệnh tật: mù lòa, câm điếc, bất toại, phong hủi đều được Ngài chữa lành. Thậm chí Ngài còn hoàn sinh kẻ chết. Ma quỷ cũng là một mãnh lực làm con người mất tự do. Khử trừ ma quỷ và thần ô uế là dấu cho thấy nước trời đã đến. Sự Đức Giê-xu đã làm thì Ngài sai các môn đệ tiếp tục. Hôm nay chúng ta cũng được sai để tiếp tục việc của Ngài ngày xưa, loan báo tin mừng nước trời, chữa lành thế giới khỏi mọi bệnh tật, giải phóng con người khỏi những xích xiềng mới do chính họ tạo nên, và loại trừ thần ô uế ra khỏi mọi nơi con người sinh sống. Công việc này thật bao la, vì không giới hạn trong mảnh đất Palestine nhỏ hẹp. Công việc này là không dễ, vì ta phải đối diện với sức đề kháng mạnh mẽ của ác thần. Nhưng với quyền năng Chúa ban, chúng ta tin mình sẽ thắng. Lễ Giáng sinh là lễ mừng ơn cứu độ con người. Chúng ta được mời nhìn thế giới hôm nay bằng cái nhìn của Giê-xu, yêu thế giới bơ vơ hôm nay bằng trái tim của Giê-xu, đến với thế giới xa xôi hôm nay bằng đôi chân của Giê-xu. Ước gì tay chúng ta chạm đến người nghèo, người yếu đau, sa ngã. Và ước gì chúng ta cho không những gì đã nhận được nhưng không. Lạy Cha, thế giới hôm nay cũng như hôm qua vẫn có những người bơ vơ lạc hướng vì không tìm được một người để tin. Vẫn có những người đã chết từ lâu mà vẫn tưởng mình đang sống. Vẫn có những người bị ám ảnh bởi thần ô uế, ô uế của bạc tiền, của tình dục, của tiếng tâm. Vẫn có những người mang đủ thứ bệnh hoạn, bệnh hoạn trong lối nhìn, lối nghĩ, lối sống. Vẫn có những người bị sống bên lề xã hội,
dù không phải là người phong. Ngày 4 tháng 12, Thánh Gioan Damas, tiến sĩ hội thánh, năm 676 đến năm 749. Thánh Gioan Damas, tên thật là Gioan Manser, sinh năm 676 tại Damascus, xứ Syria, trong một gia đình công giáo chuyên làm nghề thu thuế cho nhà vua. Từ ông nội đến cha của ngài đều lần lượt phục vụ trong ngành thu thuế cho chính quyền Persia, Byzantine và Ả Rập. Đến lượt Manser cũng trông coi việc thu thuế những tín hữu công giáo để nộp cho lãnh chúa thành Damas. Đến năm 720 thì giáo chủ Hồi giáo mới muốn biến đạo Hồi thành quốc giáo, nên cho nghỉ việc tất cả mọi công chức không theo đạo Hồi. Hầu như toàn thể cuộc đời của Thánh Gioan là sống trong tu viện Thánh Sabas gần Jerusalem và dưới chế độ của Hồi giáo. Theo các sử gia, khi Damascus rơi vào tay người Ả Rập, thì tổ tiên của Thánh Gioan là những người duy nhất còn trung thành với đức tin Kitô giáo, và họ được làm việc trong tòa án để giúp vua Hồi giáo áp dụng luật lệ Kitô giáo đối với các Kitô hữu. Sau khi được giáo dục về thần học và kinh điển, Thánh Gioan theo cha ngài giữ một chức vụ trong chính quyền của người Ả Rập. Vài năm sau, ngài từ chức và gia nhập tu viện Thánh Sabas. Sau khi nghỉ việc, Manser lúc bấy giờ đã 45 tuổi, bèn làm một cuộc hành hương sang Palestine. Đến đất thánh, Manser cảm thấy được ơn gọi, nên xin gia nhập tu viện Thánh Sabas, tọa lạc giữa Jerusalem và Bethlehem. Khi chịu chức linh mục, Manser chọn tên thánh là Gioan. Công việc của Gioan là đi thuyết pháp trong thành Jerusalem. Vị giáo chủ thành Jerusalem thời bấy giờ đã chọn Gioan làm cố vấn các vấn đề thần học và làm giảng sư cho tu viện. Tác phẩm chính của ngài là nguồn gốc của tri thức tóm lược nền thần học Byzantine. Khi có những tranh chấp về việc tôn kính các tượng ảnh, thì chính Gioan là đấng đã đứng ra hăng hái bênh vực cho việc tôn kính các tượng ảnh. Ngoài ra, Gioan còn sáng tác nhiều bài thánh ca, những ca khúc cho các dịp lễ lớn
và những bài thơ tán tụng Thiên Chúa. Thánh Gioan cũng đã sáng tác các bài ca phục vụ trong dịp lễ Phục Sinh để suy tôn việc Chúa Giêsu sống lại. Về việc tôn sùng tượng ảnh, Thánh Gioan Damas đã viết như sau: "Không phải tôi tôn thờ vật chất, nhưng tôn thờ Đấng đã tạo ra vật chất, Đấng mà vì yêu thương tôi và cứu độ tôi đã mang một nhục thể, đã chọn một hình ảnh vật chất. Đúng vậy, Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng tôi. Hình ảnh vật chất đó tôi tôn kính như cội nguồn tạo ra sức mạnh và ân sủng đến từ Thiên Chúa. Ngài nổi tiếng trong ba lĩnh vực. Thứ nhất, về các văn bản của Ngài chống với những người không muốn tôn kính ảnh tượng thánh. Thật ngược đời, chính Hoàng đế Leo của người Kitô giáo Đông Phương đã cấm việc tôn kính này. Và vì Thánh Gioan sống trong lãnh thổ của người Hồi giáo nên không ai làm gì được. Thứ hai, Ngài nổi tiếng về luận án, luật về đức tin chính thống, một tổng hợp các văn bản của giáo phụ Hy Lạp, mà Ngài là người sau cùng. Người ta nói quyển sách này làm nền tảng cho tư tưởng Đông Phương, cũng giống như cuốn tổng luận của Thánh Aquina làm nền tảng cho Tây Phương. Thứ ba, Ngài là một thi sĩ nổi tiếng, là một trong hai đại thi hào của giáo hội Đông Phương. Ngài rất sùng kính Đức Mẹ, và các bài giảng của Ngài về Đức Mẹ cũng rất nổi tiếng. Ngài qua đời năm 749. Năm 1890, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 tuyên phong Ngài là tiến sĩ của Hội Thánh. Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện. Cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Vào thứ bảy của mùa vọng này, con chào đón cuộc sống mà Ngài ban tặng cho con qua lời của Ngài. Hạt được gieo nhiều nhưng lại thiếu người thu hoạch, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Nhận ra những gì là tốt nhất phát xuất từ con tim của người khác không?
mùa gặt mà con được mời gọi là giúp người khác lớn lên và trao đi chính mình. Con xin dâng ngày hôm nay để cầu nguyện cho các giáo lý viên, những thợ gặt của Chúa, để họ có thể mở lòng đón nhận sứ mạng của Ngài trong tình yêu. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.